Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Tim Sắt Đá Thắng anh em. Em lên cái video cuối ngày 7 tây tháng 11 là ba cái đầu máy dân ma, một cái đầu nén rửa xe cô xin. Dạ đây là ít đầu bò, cái này của ông anh ở dưới Bạc Liêu nè. Em hiện tại là em đang lấy ba nguồn coi chú, ba nguồn đầu bò này. Vì anh này ảnh ở hơi xa nên cái đầu bò bên ảnh thì em lấy, nói chung là nó thường xuyên nó hay bị thiếu. Đã nó xa nó hơi bất tiện, cái là nhiều khi nó hết hàng cái là xa mình không có về kịp. Em lên để nhờ cô chú tham khảo nha. Cái đầu bò này là nòng trong nó, cô chú chạy chiến dịch một tấc chín, tấc chín nè cô chú. Vỏ ngoài nó là 2 tấc 4. Cái này dành cho Honda 5 ngựa 5, 6 ngựa 5 và 7 ngựa 5 cốt thẳng. Cô chú chạy đề ghét á. Thì cô chú sử dụng đầu bò này, bảo đảm chắc chắn với cô chú là cái đầu bò này nó không làm cô chú thất vọng luôn. Là nó lên nước rất là mạnh. Rất là mạnh cô chú. Hoặc là cô chú nào xài motor có khoảng 2 ngựa mà xài bọc lắp 34 ấy nha. Thì cô chú sử dụng cái đầu bò này. Mà đầu bò này thì nó có nhiều cái điểm hay, nhưng mà nó giá thành nó là cao hơn những cái đầu bò khác. Thì nói chung tiền nào của đó đó, là cô chú cứ xem mà tham khảo nha, tùy theo cái túi tiền của mình mà cô chú sử dụng. Cái đầu bò này thì bên em bán với giá là 480.000 cô chú, 480 là cái đầu bò này. Còn cái mẫu đầu bò mà bên em mà siết một niềm nha, cái này là em có 3 loại cô chú lựa chọn luôn nha. Một loại thường là không có dập sóng, không có một niềm thì nó là 380. Còn một loại nó có dập một sóng, để em ví dụ cô chú coi ha, nó dập một sóng như nè. Vì em lấy ba cửa hàng nên ba chỗ khác nhau, cô chú cứ coi cái nào mà vừa túi tiền cô chú thì cô chú sử dụng ha. Thì cái này nó là 380, cái loại dập một sóng á thì nó mắc hơn 40.000 là 420. Còn cái loại dập hai sóng giống như thế này nè, dày có niềm nè, là 480. Cô chú muốn xài nào cô chú xài nha. Thì song song đó thì nó cũng có đầu bò 24, 28, 26, 30 là cái loại của anh này nè. Anh này để làm nói chung là chất lượng, cái độ chất lượng thì miễn bàn rồi đó, anh làm rất là chắc chắn. Cái này mình cầm cái đầu bò lên, mình cầm mình cảm nhận mình biết, thì nói chung là bà con vừa hay nói tiền nào của nó là chính xác vậy đó cô chú. Này 24, 28 này dành cho anh ở 65 nè, ở tết 70 cô chú xài mấy cái này là rất ok luôn. Còn đi 6 đi 22, 26 cô chú, thì đầu bò này nó mắc hơn so với cái đầu bò phổ thông bình thường em bán là 100.000. Còn đối với cái mắc hơn cái dòng mà loại dập một sóng thì 50.000. Cái này nó dập hai sóng như có cái niềm bóp bóng, có tay sách đó, nó vậy đó. Và cô chú có nhu cầu sử dụng cái đầu bò nào thì bên em hiện tại là có 3 mẫu cho cô chú lựa chọn ha. Như cái này anh có gửi mẫu em có một ít mẫu inox nè, 24, 28 rồi 26, 30 rồi 28, 34. Cô chú cần cái loại nào thì cô chú alo giùm em nhé. Rồi trở về đề tài chính là em lên tiếp ba cái dân ma cho cô chú mình tham khảo nha. Cái máy này là cũng của ông anh này, cũng để lại nè, ông anh mà bán đầu bò nè. Thì em với ảnh là trao đổi hai chiều cô chú ơi, anh lấy máy dầu bên em, còn em bên lấy bên cái xưởng ảnh là đầu bò với máy xăng đó. Mình trao đổi hai chiều. Cái này là cái dân ma, nó là GA160. Cái dòng này là đặc biệt cô chú xài mà chạy sông cũng giỏi, mà đặc biệt là chạy tôm càng á, đạp tôm càng. Máy này thì vừa đề vừa giật, thích hợp cho chị em phụ nữ mình nè, người già nè, bác nào lớn tuổi thì cô chú sử dụng cái này. Cái bình thì ảnh chế sẵn thích hợp trong đây nè cô chú. Cái bình nó vừa chạy rồi nó tự sạc luôn cô chú, nó chạy rồi nó tự sạc nên cô chú không cần lấy cái bình ra. Rồi giống như xe Honda mình nó chạy đủ điện thì nó ngắt. Còn máy thì nên là cốt xéo hết luôn cô chú. Cái này là cốt xéo hết. Cốt nó thường thường nó 19, 20, mà cái này chắc em nghĩ là chắc 19. Máy thì nó nguyên thủy vậy nè. Còn cái bình xăng này là mình chế cho cái việc nó thuận tiện, là cái bình xăng của Jaguar. Sau này ví dụ như cô chú mà xài nó có lủng bình xăng thì cô chú cứ mua bình xăng Jaguar gắn vô là ok. Rồi để giờ em nhờ cháu em test hàng cho cô chú mình ha. Máy thì em bao zin cô chú. Còn cô chú nhìn thấy gon là cái dòng dân ma này nó không có xài gon, mà nó xài keo, nó giống như máy GB mình vậy đó. Nó xài keo, nó đi
ở sau lưng là bởi cô chú nhìn thấy là cái keo nó xì ra, là cái loại này cô chú mở ra nó không có con, nó xì keo vậy đó, nó giống như những cái dòng máy mà GB đời mới giờ mình đó. Rồi nhờ con test hàng cho cô chú mình đây. Này sao phụ làm anh cũng được, phụ chỉ cần nhấn nút là chạy. Đâu con nhấn rồi. Ôi, không đóng e luôn hả? Không đóng luôn. Đi lốp đi. Quá dữ. Để nẹt nó ra vậy thử nhìn vài tiếng thôi. Đi 30 Tết em lôi ba cái máy này ra mở bộ hết. Nẹt rám rám. Ngồi đây công an nhóc nhà chứ. Đứa rắn này chơi pháo lậu rồi. Quá dữ luôn. Mày quá bốc. Trời ơi, cái này quá tiện, coi chú máy này bốc dữ thiệt chứ. Cái này cô chú muốn đề đề cô chú muốn giật thì giật cô chú. Nhờ con test hàng con giật lên cho cô chú mình coi này. Cái này đặc biệt là những cái bác là lớn tuổi là quá ok luôn, quá tiện cô chú. Quá nhẹ nhàng luôn. Rồi tắt đi con trai. Quá tuyệt vời luôn cô chú ơi. Cái này là Văn Ma ga 160. Công suất nó là 5 ngựa 8 cô chú, nhưng mà cái độ mạnh của nó là nó chạy cơ bản tương đương với cái Honda 6 ngựa 5 của mình đó. Dòng Văn Ma này nó mạnh lắm, cái thương hiệu Văn Ma nè nó mạnh. Em thấy đa số cô chú mà quậy tôm càng hay mua những dòng này nè là bị nó chịu được những cái cô chú mà nói chung là nẹt ra để mà đạp cho nó lên sình á. Honda mình chịu nổi, Honda nếu mà Honda rẻ rẻ là đạp bị bể lóc á chừng. Còn cái máy này cây dên cốt luôn, nó đụng nó rất là dày, đồ nó dày dặn lắm nên được sự chuộng của bà con mình. Rồi em báo giá cho cô chú mình ha. Cái này cái Văn Ma đầu tiên là bán cô chú 3.6 triệu bao ship. Còn cô chú mà tự vận chuyển ha, tự chở thì em trừ lại 100 ngàn, còn 3.5 triệu. Rồi tiếp tục cho cô chú mình là con Văn Ma thứ hai, cũng y bon nó luôn. Cái này ba anh em ruột cô chú, thằng thứ hai, thằng thứ ba đó, thằng thứ tư, ba thằng. Nó cũng là cái máy anh tích hợp, anh chế cho mình là cái bình đề. Đặc biệt máy này là nguyên thủy hết cô chú, bao sình bao dơ cho cô chú luôn, tức là cái này chỉ làm nổ gắn ống xăng chứ không có rửa, nói chung nó ở dơ giống hệt tụi em luôn á. Mình máy nó vậy nè, nó nguyên thủy nó dơ vậy nè đó. Cái này là xịt kem phấn xương xương lên là bắt đầu là cho đi có chồng rồi đó nha cô chú. Cho có chồng lớn tuổi cho có chồng liền đó. Văn Ma này nó cũng tích hợp đó là vừa giật vừa đề. À, khi nào ví dụ lâu ngày vài tháng cô chú xài nó hết bình bất tử đi hoặc là nó hư bình thì cô chú có thể giật ha. Còn mình nếu mà mình thấy nó bình nó quá trời tốt, giống như anh em nào mà chạy xe hay lột cái giò gà ra tới nào hết bình dẫn không dẫn thì đẩy. Rồi bây giờ nhờ con test hàng cho cô chú mình đi. Cái này cũng để hết chứ luôn, nhờ con test cho cô chú đi. Cái này nó tự động nó còn hơi nhảy rồi cô chú. Cái này tự động còn hơi nhảy, để mời em nhờ nhịn sức bình xăng lại cho cô chú mình nha. Rồi nhờ con kéo lại cho cô chú mình cái này. Cái này kim gió nó vừa thật, mời con kiểm tra kim gió này đi chứ. Nó nhả kim gió ra nó hết rồi cô chú đây. Mình hơi ép gió cái đầu tự động nhảy. Kiến thức về máy em cũng có chút chút nhưng mà chơi lý thuyết hơn cô chú, còn thực hành thì em không biết.
bỏ nước cái kệ bay tóc trắng luôn á. Cái này bên em có bán chiên vịt của máy này luôn nha cô chú. Công tắc nằm đây cô chú, công tắc nằm đây. Cái chiên vịt của những cái dòng máy cốt xéo mà chạy hai cánh thì bên em bán là 350.000 bao ship. À, bên em có hai loại, một loại là ba cánh là 235.000 đối với cái máy này. Còn một loại máy này mà cô chú muốn chạy hai cánh để cho nó đừng vướng gác là 350.000. Cô chú nào làm được máy này alo giùm em ha. Còn giá của em này là 3.6 bao ship cô chú. Mua tại chỗ thêm trừ lại 100.000. Rồi còn con này là con em út nè. Cũng là cái dân ma G160 5 ngựa 8. Cái này thì bon như mấy kia thôi. Nó cũng vừa giật, vừa đề, vừa tự sạc. Cốc đề nằm đây nè cô chú. Còn những cái này là boe là mình gắn vô cho nó đẹp cô chú. Thùng xăng dẫn cho những cái máy kia là chế bằng cái thùng xăng của Văn Gua, để cho nó tiện sau này cô chú muốn thay bình xăng nó rất là dễ dàng. Cô chú mua chỗ nào cũng có bán hết. Đó. Ống bô thì đã hàng cái bô inox rất là dày, nên việc mà sử dụng nó sẽ bền với thời gian lắm cô chú. Chấm nó theo chấm bơ cô chú nhìn coi nè. Dư bơ gết luôn, đắp lầu thịt luôn. Hàng này là không có tiếc bơ gết nè. Đó, còn máy thì em bao gin cô chú mình nè. Rồi để không có làm mất cái thời gian của cô chú mình, em nhờ nhìn test hàng cho cô chú hết. À, cô chú nhìn thấy nè, bình xăng gin hết, tất cả này là bao gin cô chú. Cái này cái góc đề nó còn ấy. Rồi con đề. Cái này muốn hộp xăng rồi. Này chắc phải rút bình xăng lại cô chú ơi, máy này chắc phải rút bình xăng. Xăng qua chưa ngọt. Máy này mới về giấc chiều à, nên là tụi em chưa xúc rửa bình xăng ha. Còn cô chú nào mà về tự xúc rửa bình xăng ha, cô chú nhớ lưu ý nha. Em để nguyên hiện trạng gì em không xúc bình xăng lại thì cô chú chỉ về, cô chú về xin cái bình xăng con lại. Em bán cô chú là 350.000 bao ship, là cái anh em út này cô chú, 350.000 bao ship. Còn cô chú tự chở thì em tính cô chú là 340.000. Nhưng mà cái này là cô chú nhớ lưu ý ha, về cô chú rửa xúc rửa bình xăng lại, máy này chơi xúc rửa bình xăng nè. Còn cô chú nào có tay nghề thì cô chú thổi phù phù nó không chạy thì cô chú đem lại tiền. Quá đơn giản, quá dễ dàng. Rồi 350.000 bao ship là cho em này, em út. Còn con máy cuối cùng trong ngày đây cô chú là một em cô xin, cô chú nhìn nó mới nè. Đó, cái này là cái người ta kêu là cái máy nén cao áp cô chú. Cái những cái dòng máy này thì nó xịt rất là mạnh, xịt là tét thịt á cô chú. Thấy nó nhỏ xíu gì nhưng mà nó 3 ti sứ. Cô chú thấy nhỏ xíu vậy đó, 3 ti nhưng mà ti sứ. Ta kêu nén cao áp này, cô chú gắn cống vô thì cô chú có thể sọt xịt trên đọt mít, đọt dừa, đọt sầu riêng nữa. Nó đi rất là mạnh, đặc biệt là đưa gần tay chân mình, mà nếu mình chỉnh cái loại mà mịn mịn hay là nó đứt thịt liền á. Nén cao áp nè, đi rất là xa, cuồng dây có khoảng 50-60 mét đi chuyện bình thường. Còn máy thì nó rất mới nhìn cô chú. Bánh xe cô chú nhìn nè, găng nó chưa mòn nè, đặc biệt là cái khung còn đen thui thùi lùi luôn, một màu đen vô cùng mạnh mẽ luôn. Máy thì rất là mới. Cái nắp bình xăng cô chú nhìn thấy xịn sò chưa, nắp bình xăng rất là dày. Còn bộ bộ e thì thiết kế theo cái kiểu đời mới, cô chú nhìn bình xăng nè, trắng nõn luôn cô chú, trắng nõn nà luôn á, trắng giống hịch cái đó luôn á. Nhìn nó cười. Còn bô e thì thiết kế theo cái kiểu đời mới giờ này cô chú, là bộ nó bô e hai lớp, lọc bụi lọc gió rất hiệu quả luôn. Trắng quá rồi chú, thấy thèm. Cái sườn này không cô chú xài tuyệt vời luôn. Dù sau này cô chú, cái này nó tiện có một cái là cái này nó là cốt rời cô chú, cốt rời mà cốt âm. Cô chú muốn dụ như qua mùa xe thuốc. Vậy em nhắc em ấy vậy. Là cô chú muốn lấy cái đầu máy ra. Tưới nước á cô chú, thì cô chú mở bốn ốc này ra, cô chú gịch này ra. Là cái cốt nó là cốt rời, nó cốt chất lo quết. Cô chú đem xong cô chú chạy bình thường. Còn nếu mình để nguyên gì thì mình sử dụng nén xe thuốc ha.
Còn em bán cái này là nó chưa có bao gồm cái dây nén rồi chú. Bị lấy về nó đã trụ lũi gì, nó không có dây nén. Rồi để giờ em nhờ nhịn test hàng cho cô chú mình nha. Đút. Tức gì vậy anh trai? Giật tay hả? Mày nãy giờ xịt dầu nhiều quá. Rồi. Không phải xăng nó vô rồi đó. Nãy giờ vậy là xăng nó vô rồi đó. Có thể là cái em giới thiệu quá trời xăng nó xuống cái cây súc bắp đó cô chú. Xuống cây súc bắp vậy là không có con trai. Cái này là con phải mở bugi ra, giật cho xăng nó ra nè. Nó bị chìm cháy nổi mình không hay á. Con coi có đồ cây mở bugi không? Xăng nó vô đây nè. Đây tình trạng này là mình biết xăng nó vô chỗ này nè cô chú. Xăng nó vô cái này cái nó đầy trái bê tông cái này bị lâu ngày mình không có đổ xăng vô á. Cái bông tu nó không có nổi lên rồi nó bị chìm cháy nổi. Xăng nó vô nhóc trong bugi mình giật không nổi. Để mở bugi chắc chắn với cô chú là nhóc còn hỏng xăng đây. Cái này phải rửa xúc cái bình xăng lại. Nó vô nhóc rồi đó. Cái này là chắc chắn luôn cô chú mở coi mở bugi ra nè. Mày rút ghê luôn hả? Nó bị ngọt đó cô chú, xăng nó qua đây rồi nó vô đây. Không có đầu bu mở đó, con trai. Tới không con? Nó là sợ tới không? Không tới rồi. Thử rồi. Đâu lớn mà. Không tới. Không tới. Cô chú gắng đợi giùm em tí xíu nha. Vì cái này là máy mới về nên mình đổ xăng vô mình không có coi cái bông tu á nó bị xăng nó vô cái hai cây số bắp. Nó không ra là mình ra. Rất là mới luôn, chắc bông tu bị dính rồi. Xăng nó qua. Ướt nhẹ. Đóng luôn. Một đống luôn rồi con giật chơi xăng nó văng ra con trai. Đó. Xăng lên luôn. Lên một đống luôn đó. Bởi em gặp tình trạng này em biết. Giờ không nổi luôn á. Dữ lắm. Thông báo giờ cái này là mấy đứa con lưu ý nha. Thôi để tắt công tắc. Ừ tắt công tắc đúng rồi, tắt công tắc để nó bực. Nó xăng gặp trường hợp này là cô chú nhớ lưu ý là phải tắt công tắc. Nhiều khi cái máy đánh lửa mạnh quá là mình giật là nó bực nó cháy luôn. Mà nửa lít rồi đó. Chuyển là giật biết chừng nào mà hết nở con chuyển được. Cái này kêu nó tới ốc o luôn rồi. Đỡ rồi nãy giật. Rồi con kéo lại bị phá xăng này rồi con giật đi. Chúng rồi. Rồi cái nữa rồi. U da nó xịt vô mắt luôn. Con mới bị rồi cái gác gạt. Vậy hả? Rồi dám mua ghi vô giật lại cho cô chú mình. Chạy thì bán theo chạy, còn không chạy thì ngày mai em xúc bình xăng lại với cô chú nha. Bảo đảm cô chú là chạy im như là hơi thở người yêu luôn. Bị cái máy nó quá trời nó mới. Đó này thì ngày mai bên em sẽ làm lại cái cháy nổi nha cô chú. Cái này nó bị chìm cháy nổi mới có tình trạng này. Bông tu nó không đóng, xăng nó qua hoài luôn. Nó không có chăn dừng. Cái này gặp trường hợp này con phải lên hết da. Đặc biệt là lên hết da. Rồi mở e đừng có đóng, đừng có đóng. Mở e. Rồi. Để em ngu qua gù luôn. Nhớ coi chú ở nhà.
nếu mà cô chú gặp cái trường hợp mà nó bị gì nè cô chú, là cô chú đừng có dội mà cô chú giật hoài, giật có khi là mà đứt dây giật luôn, và lúc đó là xăng nó chứa đầy trong cái nắp pin-lắp hết. Là cô chú phải, thứ nhất là cô chú xử lý bằng cách là khóa xăng lại, khóa xăng lại cô chú. Cái thứ hai là cô chú phải mở bu ga, để nhiều khi cô chú không mở bu ga cô chú giật cái là xăng nó còn trống là nó sẽ bị đứt dây giật, rồi lúc đó mình sẽ bị bơi, mình đi xong là mình dễ bị bơi đó. Nó đẹp, nó mới. Rồi con tắt con test lại cho cô chú mình coi cái nó con chay. Rồi, ok. Rồi ok con trai. Rồi em xin báo giá cái bộ này cho cô chú mình luôn hen. Cái này là cái bộ nén phun thuốc cao áp Cosin. Máy rất là mới. Cái này em bán cho cô chú là 4,5 triệu em bao ship cô chú. Là chưa bao gồm có ống cô chú, mua ống thì em bán ống thêm. Bị về là nó đã gì rồi, nó không có dây, nó không có ống. Còn cái này thì cô chú có thể sau này cô chú tận dụng hay là để phân thuốc, hay là cái này cô chú vận chuyển, hoặc là những cái nhà cô chú bán tập quá này cô chú để đồ lên cô chú kéo là rất là tiện lợi luôn á. Rồi cái này em sẽ nhắc lại lần nữa cô chú, cái này em bán cho cô chú là 4,5 triệu bao ship, còn cô chú mà tự chở thì em trừ lại 200,000 là 4,3 triệu. Cô chú nào làm được cái máy này thì alo giùm em nha. Rồi em cũng xin kết thúc video này tại đây cô chú. Em cảm ơn em cũng như cô chú rất nhiều ha. Chào cô chú.